Dù Căng đang vùng hàng nhất làng giải trí hiện tại đang thuộc về bộ ba quen thuộc, anh Huy Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng. Tưởng chừng đã chìm vào quên lãng, nhưng động thái thế hệ nhất của anh Huy đã mang bộ phim dài tập này quay trở lại và lợi hại hơn trước nhiều lần. Anh Huy có sai khi đứng ra vạch trần đàn chị? Nếu như trước kia, đa số khán giả chỉ có thể hoài nghi hay suy đoán mọi thứ thì với những tin nhắn được công bố từ anh Huy, tất cả đã rõ ràng hơn thế rất nhiều. Những tin nhắn chỉ ra rằng Cát Phượng chẳng phải một nạn nhân đáng yêu đương nào cả. Tất cả những khổ sở, tội nghiệp kia chỉ là một vở kịch được sắp đặt dụng về nhằm dắt mũi đám đông. Bom tấn Căng đang vừa được anh Huy tung ra là đúng hay sai? Kinh khủng hơn, Kiều Minh Tuấn cũng vào vai một quân cờ trong đó. Màn lật mặt khủng khiếp này không chỉ phá tan vở kịch mà còn làm tan nát luôn hình ảnh cũng như thiện cảm Cát Phượng thành lập được trong lòng khán giả. Dù chỉ là lời tố từ một phía, nhưng tư cách người nổi tiếng kia một nhân vật trong cuộc, bằng chứng của anh Huy mang sức nặng hơn hẳn. Cùng với đó, hàng loạt biểu hiện khó hiểu, bất hợp lý từ trước của Cát Phượng cũng khiến đám đông có lý do để tin cậy chuyện họ thế hệ là nạn nhân, chứ không phải là cô diễn viên kia. Chiêu trò bị giặc trần, Cát Phượng đang đứng trước nguy cơ bị tẩy chay dữ dội và dự án phim chưa ra mắt đã có năng lực chết từ trong trứng. Có điều, với việc khơi lại vụ ngùng ngàn đã cũ cũng khiến anh Huy phải chịu không ít chỉ trích. Ngoài những ma mỉa quen thuộc liên quan tới chuyện yêu Kiều Minh Tuấn, hành động bóc trần tin nhắn của anh Huy còn bị không ít người công kích. Đẩy Cát Phượng tới đường cùng, dứt thêm một bộ phim hay thủ đoạn, gớm ghê chỉ là một trong rất nhiều những ngôn từ mà cư dân mạng dành cho anh Huy. Anh Huy liệu có nguy hiểm như những gì người ta đang phán xét? Xét về độ nguy hiểm cũng như tác động quá hải cũng dành cho Cát Phượng và dự án phim thế hệ, có thể nói những gì anh Huy làm khá là đáng sợ. Không chỉ dễ chơi là thanh minh cho mình, những tin nhắn bị hé lộ kia thậm chí còn lôi Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng và cả kiếp làm phim mẹ tuổi vào mớ rắc rối không lối thoát này. Ở góc độ nào đó, anh Huy quả thật rất ghê gớm khi phản đòn quyết liệt và khi ngần hải đưa đối thủ vào đường cùng. Nhưng liệu, cô diễn viên trẻ tuổi liệu có sai khi quyết định công khai mọi thứ? Hãy nhìn mọi thứ bằng con mắt của anh Huy. Thực tế, phản ứng của anh Huy không hề khó hiểu. Cảm bị biến thành một quân cờ trong tay người khác không hề dễ chịu, nhất là khi câu chuyện bị dẫn dắt theo hướng tiêu cực đối với mình. Anh Huy có thừa cá tính nhưng không hề ngu dốt. Cô thừa hiểu mình đang rơi vào tình huống ra sao. Nếu im lặng, vở diễn sẽ tiếp tục và cô sẽ đóng một vai phản diện đầy hải tởm. Còn tung hê tất cả mọi thứ, ít nhất câu chuyện sẽ trở về với lạnh trị thật mà nó mang theo. Chẳng ai muốn biến thành quân cờ trong tay kẻ khác và anh Huy cũng vậy. Anh Huy không hề toan tính hay sắp đặt, mà chỉ dễ chơi là công bố những bằng chứng mình sở hữu. Vậy thì, có lý do nào để chỉ trích và công kích anh Huy nếu những gì cô tung ra là sự thật? Chuyện tình tay ba kia, anh Huy sai và không cách nào chối cãi. Nhưng trong vở diễn mang tên người đàn bà tội nghiệp Cát Phượng, lỗi không thuộc về phía anh Huy. Chẳng ai muốn lặng im chứng kiến cảnh người khác biến mình chiến thắng cụ một cách vuông vuông và cô cũng vậy. Người ta không thể đổ lỗi cho anh Huy dớt bộ phim nào đó hay đẩy một ai tới bước đường cùng. Bởi anh Huy thực sự không có năng lực như thế. Dớt vết dự án chưa ra mắt hay hủy hoại hình ảnh, uy tín của chính mình, đó hình như là bổn phận của ai đó chứ không phải anh Huy. Nếu như những tin nhắn kia là sự thật, Cát Phượng chỉ có thể tự trách mình thay vì đổ lỗi cho bất kỳ ai.